Và lần đầu tiên Gia Lai cùng quý vị được gửi đến toàn thể tất cả quý vị có mặt tại sân khấu C30 cũng như tất cả quý vị đang xem live stream của đồng đội tôi Sài Gòn Tân Thời. Xin được mến chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt đông đủ và sớm nhất với chương trình ca nhạc song ca cùng khán giả tối đêm nay với chủ đề của Sài Gòn Tân Thời. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên nha, chúng ta sẽ được bắt đầu đến với giá trị giải thưởng, đó là một phiếu mua hàng của Cấp Mát tương đương với tài lá vé chúng ta là 20.000 đồng. Và thủ tục đầu tiên không thể thiếu qua mỗi một đêm diễn thì chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chương trình là kiểm tra manh và những con số. Quý vị sẽ mời một vị khán giả ngẫu nhiên có mặt trực tiếp về sân khấu nha. Bước lên sân khấu sau khi mình kiểm tra xong, mình sẽ nhận một vé lô tô cho một loại đầu tiên mình vào biển phiếu gì. Ai giơ tay giúp Quyền à? Rồi quý anh chị khán giả, rồi em mời em bước lên bé gái, đúng rồi quá dễ thương. Rồi bây giờ quý vị mình nhớ đầu tư liền tay mỗi người một phiếu nha, chỉ có 20.000 đồng thôi. Chúng ta sẽ có cơ may nhận qua giá trị giải thưởng, đó là một phiếu mua hàng cực kỳ đặc biệt giá trị. Và bên cạnh đó tí xíu nữa qua từng vòng lợi, quý anh chị mình đến đông đủ hơn thì chúng ta sẽ có những vòng lợi tương đương với những tờ lá vé được sự tài trợ của từng trường Đà Nẵng qua từng vòng lợi đặc biệt. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có rất là nhiều tiết mục đặc biệt đêm nay sẽ được song ca cùng với khán giả, với khán giả ở từ khắp nơi rất là xa. Rồi bây giờ mây gì đa mây gì đa mây gì đa mây gì đây mây gì đa mây gì đa mây gì đa mây gì đây mây gì đây mây gì đa mây gì đa tình cờ gặp lại người xưa cà phê quá khu vui mới à cánh hoa người nhẹ hương nắng hai bước chân về và bờ chân nào đi tiếng ngon làm ta muốn say cà phê đắng làm ta mất cay thức chi bao chuyện mới quay xuống gì ra đi phố trường anh đón em mình nghe bao nhau dưới hoa đèn màu mình lưng nhẹ trôi đi ca ngọt ngào cùng hô cái đón chào trời ơi, rồi dùng loại bán ký hiệu là 0765. Vô
0765 hợp lẻ. Hợp lẻ 51. Dạ 51 có 1. 36. 36, 36 có 2. 19. 19 có 3. Số 9. Dạ số 9 hợp lẻ. Hợp lẻ hàng ngang 4 số. Trời, còn ai kính không anh chị mình ơi? Còn ai không ạ? Và chỉ có một người thôi đúng không ạ? Rồi em vào trong nhận quà dùng với chị nha. Và con có bao nhiêu một phần quà của nhà tài trợ đúng không ơi? Sao chị ơi, gặp lại gì quá không còn giá trị nữa. Vòng loại trời đầu tiên đã có một khán giả đứng quà rồi anh chị. Và còn rất nhiều vòng loại về sau nữa anh chị mình ha. Thì mong sao chị đứng đây rồi, ai mới tới chưa có ghé, à chưa có ghế ngồi đó anh chị. Anh chị cứ việc ngồi ha, những cái ghế màu xanh là những cái ghế ngồi miễn phí anh chị. Cứ ngồi thoải mái giùm em nha. Và khi mình hết ghế màu xanh rồi thì chìm qua bên cái quầy ghế liên hệ người đẹp Nguyễn Thị Thu Nguyệt đó anh chị. Đó, mình nhận một cái ghế 5.000 đồng nha anh chị mình ha. Mình ngồi suốt chương trình luôn. Đó, và đêm nay với chủ đề là song ca cùng khán giả. Và chị sẽ hài lòng qua với những sự kết hợp vô cùng tuyệt vời, rất là hay giữa phần liên đoàn và các khán giả yêu mến Sài Gòn Tân Thời. Thì mong rằng quý chị ở lại xem trọn vẹn chương trình đêm nay. Sẽ có 8 tiết mục nữa anh chị. Đó sẽ có 8 màn kết hợp giữa thành liên đoàn và khán giả mình đêm nay nha. Rồi, bán vé đi mấy người đẹp ơi, người đẹp Trúc Ly còn không? Đẹp quá Trúc Ly ơi, bộ được công sở đẹp quá. Đó, rồi Lê Trường hết đúng không? Còn bé hai, bé hai còn không? Bị chết tên bé hai luôn, hết luôn. Rồi, còn người đẹp Trần Luna. Rồi, bên đây là có Tấn Đạt và Lucy ha, đang phục vụ vé cho anh chị mình luôn. Ai mới tới mà chưa có vé đóng nhận dùm Lucy luôn nha. Rồi, bây giờ mình chị mình chờ số cùng chúng em. Hey! Con cần ra cờ ma hồng ra thì em bấm tiếp còn em kêu con cần ra còn gì đây còn gì ra trời mà không có nắng không có mặt trời tối thui mà có biết không còn là người không sao bây giờ trời mà không có nắng không có mặt trời chết quêu vì thế nên phải cần cần có mặt trên đời nữ không ăn chơi 11 ơi con 11 con 11 nguyên con đó số đầu tiên con 11 con 11 con 11 giờ ra con mấy số gì ra con hai gì đi con hai gì ra con hai gì đi con hai gì ra con hai gì ra em đi trường có non một ôm đôi bờ đường đê em kia nghiêng đón lá chân rụng rè qua nhiễm cổ che quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh em qua mấy sông đường mấy đều dấu chèo lên đỉnh cao mấy đôi cũng lặng lộ về thăm tình chào duyên đã năm chục nguyên còn 50 con.